Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 184. Chương 1831, từ đầu đến cuối tòa thành cơ quan diệt vong 2. Mọi người nhìn qua, quận chúa nói, Quan Nhã, Tôn Miểu Miểu, Thiên Hạ Quy Hỏa. Cô lần lượt đọc ra tên mọi người, sau đó hỏi, tư vị bị Nguyên Thủy Thiên Tôn làm mang thai thế nào? Mọi người đều trầm mặc nhìn cô, vẻ mặt muốn đánh người. Ngân Giao quận chúa tiếc hận vỗ vỗ hầu bao, quay đầu chuồn. Đáng tiếc, chưa lưu lại được điểm yếu này. Âm Thi cuồng bạo khát máu dương nanh múa vuốt lao tới, Trương Nguyên Thanh đứng ở đầu hành lang. Ở dưới sự bảo vệ của Y Xuyên Mỹ, đâu vào đấy lấy ra bao tay tật phong giả đeo lên, lấy ra quyền trưởng sơn thần nắm ở tay trái. Cuối cùng từ kho hàng bang phái lấy ra một hộp trà bằng sắt vuông vức. Trong hũ trà đựng đầy bào tử dạng bột phấn màu đen. Trương Nguyên Thanh ném hộp trà lên không trung cao cao, kích hoạt kỹ năng của bao tay tật phong giả, khống chế luồng khí, cuốn bào tử bay về phía Âm Thi đại quân lao tới trước mặt. Tiếp theo, hắn giơ lên cao quyền trưởng sơn thần, chống xuống mặt đất. Đốc! Đá quý xanh biếc ở đỉnh chóp quyền trưởng phát ra hào quang màu xanh lục lấp lánh nhưng không chói mắt. Trong không khí truyền đến tiếng nổ khẽ, từng mảng thực vật màu đen nhanh chóng sinh trưởng, có dây leo vặn vẹo như xúc tu, hình thái tương tự bạch tuộc hoặc là cây cỏ lăn biết mấp máy. Những thực vật này tự động bắt giữ Âm Thi, dây leo như xúc tu gắt gao cắn chặt thân thể lạnh như băng, sau đó tham lam cướp lấy thái âm chi lực. Loại thực vật này tên là cỏ vuốt quỷ, thực vật trong phó bản riêng của thần Dạ Du cũng hiếm thấy, chúng nó yêu cầu đối với hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, phải sinh trưởng ở bãi tha ma âm khí nồng đậm. Chúng nó không thể sinh trưởng trong đất đai, phải cắm rễ ở trên thi thể, lấy thịt thối làm chất dinh dưỡng. Nếu thi thể tiêu hao hết, cỏ vuốt quỷ sẽ kết ra hạt giống, tiến vào ngủ đông dài đằng đẵng, chờ đợi cơ hội. Tình, mệnh lực của hạt giống rất ương ngạnh, có thể ngủ đông mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm. Bởi vì đặc tính hút thịt thối cùng thái âm lực của chúng nó, thái nhất môn hao phí tổn nhân lực cùng thời gian thật lớn. Bồi dưỡng lượng lớn cỏ vuốt quỷ, chuyên môn dùng để bài trừ các hung địa âm khí cường thịnh như bãi tha ma. Bởi vì đặc tính khắc chế âm thi của cỏ vuốt quỷ, Trương Nguyên Thanh hướng Phó Thanh Dương xin một ít. Lão đại đúng là lão đại, chưa bao giờ từ chối hắn đòi hỏi. Ở dưới cỏ vuốt quỷ dây dưa, Âm Thi hành động nhất thời trở nên chậm chạp, âm khí dần dần trôi đi, mà chúng nó không có linh trí, thậm chí không biết đi dọn dẹp cỏ vuốt quỷ trên người. Oán Linh áo bào đen thấy thế, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai cao vút, như đang truyền đạt mệnh lệnh nào đó. Âm Thi đần độn rốt cuộc ý thức được thứ nguy hiểm cho bản thân là cái gì, cúi đầu dọn dẹp cỏ vuốt quỷ quấn quanh ở ngoài thân. Cỏ vuốt quỷ lấy thịt thối làm đất đai, mà thi thể là không thể phản kháng, do đó chúng nó cũng chưa tiến hóa ra năng lực chiến đấu, hầu như không chút sức chống cự bị nhổ tận gốc, xé thành mảnh vụn. Sau đó tiếp tục lao về phía Trương Nguyên Thanh đầu hành lang. Oa oa, tiếng trẻ con khóc nỉ non vẫn đang tiếp tục. Những cỏ vuốt quỷ bị xé thành mảnh vụn kia bỗng nhiên sống lại, mảnh vỡ nhanh chóng sinh trưởng, cỏ vuốt quỷ giống như sinh vật đơn bào phân liệt ngược lại càng nhiều hơn. Tiếng trẻ con khóc nỉ non giao cho chúng nó năng lực sinh sôi nảy nở. Mặt khác, trong miệng mũi hơn trăm âm thi chui ra những cái xúc tu màu đen, vặn vẹo mấp máy, bụng chúng nó nhô lên cao cao, giống như phụ nữ có thai. Nhưng chúng nó mang trong bụng không phải thai nhi, mà là từng đống cỏ vuốt quỷ. Những bào tử cỏ vuốt quỷ kia, bộ phận nhỏ thông qua miệng mũi âm thi tiến vào trong cơ thể, số lượng rất ít, ở trong tiếng thánh anh khóc nỉ non, nhanh chóng sinh sôi nảy nở, không ngừng sinh sôi nảy nở, rốt cuộc ở lúc này bùng nổ. Dọn sạch cỏ vuốt quỷ trên người đơn giản, dọn sạch cỏ vuốt quỷ trong bụng là điều âm thi không thể làm được. Trương Nguyên Thanh ngay từ đầu tính toán chính là lợi dụng năng lực sinh dục của thánh anh để bào tử có hạn sinh sôi nảy nở ra vô hạn cỏ vuốt quỷ. Lại thông qua đặc tính của quyền trưởng sơn thần, kích hoạt bào tử sinh trưởng, cùng dị hóa chúng nó, khiến nó có sức công kích mạnh hơn nữa. Thấy hiệu quả đạt tới, hắn lấy ra mũ đỏ nhỏ, vung lên. Chín âm thi lấy tham lam thần tướng cầm đầu, từ trong mũ ngã ra. Trương Nguyên Thanh phất phất tay, phế đi bọn chúng. Dứt lời, một ánh sao từ trong đại quân âm thi dâng lên, Ngân Giao quận chúa từ trong ánh sao hiện thân, vung kiếm quét ngang. Phốc phốc liên thanh, mấy cái đầu bay lên ngang trời,
Âm Thi không đầu ầm ầm ngã xuống đất. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1832, từ đầu đến cuối tòa thành cơ quan diệt vong ba. Tham Lam thần tướng dẫn các hào kiệt người chết, hung hãn lao vào quân địch, quân đoàn Âm Thi mang cái bụng to không chút sức chống trả, từng cái đầu hư thối bay lên. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Oán Linh áo bào đen bay ở không trung, nâng tay ôm trán, nên giải quyết ngươi rồi. Hào quang màu lam đậm từ đầu ngón tay bộc phát, nhanh chóng lan tràn cả khuôn mặt, ba màu đen trắng đỏ phác thảo ở miệng cùng mắt, vẽ ra một cái mặt nạ kiệt ngạo bất tuân, tính tình cương trực. Mặt lam, sức chịu đựng tăng lên 50%, được miễn 3 lượt tinh thần công kích. Trương Nguyên Thanh khống chế cuồng phong, dẫn Y Xuyên Mỹ phóng lên cao, lao về phía Oán Linh áo bào đen. Trong hốc mắt Oán Linh áo bào đen hiện lên vòng xoáy thâm trầm, kéo hai người vào mộng cảnh. Chút tài mọn, Y Xuyên Mỹ giơ tay, học thói quen của chủ nhân, búng ngón, tay tách. Không gian xung quanh nhất thời trải rộng vết rạn, tan vỡ như thủy tinh. Mộng cảnh hóa giải. Oán Linh áo bào đen không chút do dự ngẩng đầu, phát ra tiếng thét chói tai, thi triển tinh thần đả kích. Khuôn mặt Trương Nguyên Thanh sáng lên hào quang màu lam, miễn lần công kích này, Nhật Chi thần lực cuồn cuộn hội tụ vào lòng bàn tay, ngưng tụ thành một thanh trường đao hào quang màu vàng óng mỏng manh. Ra sức chém xuống, thân thể của Oán Linh áo bào đen nháy mắt chia làm hai nửa, làn khói xẹt xẹt bốc lên. Một âm vật cấp 6 chuyển thành Oán Linh, hơn nữa không có đạo cụ, căn bản không có khả năng hắn chống lại thân là tinh quan. Hốc mắt Trương Nguyên Thanh chợt toát ra năng lực đen xì dinh dính, há mồm hít một cái, hút hai mảnh tàn hồn vào trong bụng. Phế Linh, trong tòa thành cơ quan khắp nơi đều là cơ quan cùng con rối, thật không dễ gì gặp được một sinh vật có linh trí. Nói không chừng có thể từ trong trí nhớ của Oán Linh, nhìn trộm được chân tướng tòa thành cơ quan diệt vong. Trong thức hải, Oán Linh tan rã thành dòng lũ cảm xúc tiêu cực hỗn loạn, tà ác, tràn ngập. Cọ rửa linh thể của Trương Nguyên Thanh, mang tới đau đớn cùng hỗn độn như tinh thần phân liệt, sau đó bị ý chí của hắn áp chế. Ký ức tan vỡ hiện lên từng màn một, Trương Nguyên Thanh đọc lấy tin tức thân phận vị Oán Linh áo bào đen này. Hắn là một vị trưởng mộng sứ hoạt động ở đời Tống, lúc đó nước Kim hùng cứ phương Bắc, xua quân Nam Hạ, đánh hạ Tống triều Biện Kinh, bắt làm tù binh hai vị vua. Vị trưởng mộng sứ này vì theo đuổi vinh hoa phú quý, nguyện trung thành nước Kim, theo thiết kỵ nước Kim Nam Hạ diệt Tống. Nhưng đã gặp phải Nhạc Bằng cử đám tướng lĩnh yêu nước phản kháng, tiến độ Nam Hạ chịu cản trở. Cao tầng quân đội nước Kim đạt được một cái mật báo, Mạc Tông ở Tây Nam không lâu trước đó đạt được một món chí bảo thượng cổ truyền lưu, có thể tạo ra cơ quan vũ, khí hủy diệt thiên địa, vừa vặn có thể giải quyết tình trạng xấu hổ của nước Kim. Vì thế cao tầng nước Kim phái sứ giả đến Mạc Tông mượn bảo vật, cũng hứa hẹn sau khi nhất thống thiên hạ, tôn Mạc Tông làm quốc giáo, phát triển cơ quan thuật. Nhưng Mạc Tông không thức thời, chém sứ giả nước Kim. Triều đình nước Kim tức giận, lập tức điều động người tài ba dị sĩ dưới trướng, cùng với cao thủ trong quân, có thể nói tinh nhuệ ra hết, thề phải diệt Mạc Tông. Thủ lĩnh dẫn đội là một vị viễn cổ chiến thần, cũng là nhân vật lớn trong quân đội triều đình nước Kim. Vị trưởng mộng sứ này theo thủ lĩnh một đường giết tới đây, kiệt sức mà chết, bị cơ quan nơi đây trói buộc, trở thành linh phó trấn thủ hẻm núi. Đến đây, tuyến kịch tình tòa thành cơ quan Mạc Tông, Trương Nguyên Thanh đã hoàn toàn làm rõ. Tiếng bước chân khẽ nhưng hỗn độn từ trong hành lang truyền đến. Các đội viên khôi phục thể lực chạy trở về, bọn họ kinh ngạc nhìn thi thể hỗn độn đầy đất. Tuy biết Nguyên Thủy Thiên Tôn độc lập lưu lại ứng phó kẻ địch thì nhất định có nắm chắc. Nhưng thấy một màn như vậy trong lòng vẫn rung động khôn kể. Ở trong lòng bọn họ, có thể đơn đấu cường giả hẻm núi nên là quan phương tứ công tử cường giả tầng cấp đó, là một nhóm người mạnh nhất dưới chúa tể kia. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng làm được rồi. Trong bất chi bất giác, hắn đã đứng ở đỉnh phong giai đoạn thánh giả. Triệu Thành Hoàng, Tôn Miểu Miểu, tôi để lại cho mỗi người các người một âm thi cấp 5, chờ ra khỏi phó bản, giá trị kinh nghiệm của các người hẳn là đủ khống chế âm thi cấp bậc này. Trương Nguyên Thanh chỉ âm thi bị Tham Lam thần tướng cùng Bách Nhân Trảm dẫm ở dưới chân, bụng phình to. Mắt Tôn Miểu Miểu và Triệu Thành Hoàng lập tức sáng ngời. Đặt ở Thái Nhất Môn, một âm thi cấp 5, như thế nào cũng phải công huân cấp B mới có thể đổi.
Tôn Miểu Miểu tuy không chơi thi, nhưng có thể bán cho đồng môn, nha. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1833, một cửa ải cuối cùng một. Thứ tốt trong phó bản cấp S đúng là nhiều. Hạ Hầu Ngạo Thiên cảm khái xong, oán giận nói, sao cậu không giữ lại thêm mấy cái, chia tôi một cái bán lấy tiền nha. Tôi còn nợ mấy chục triệu đó. Câu này hắn xấu hổ nói ra. Quan Nhã hỏi, có thử phệ linh không? Anh đã làm rõ tiền căn hậu quả tòa thành cơ quan diệt vong. Lập tức mang tình báo phệ linh thu hoạch, báo chi tiết cho các đồng đội. Thì ra là thế. Mọi người giật mình, nhưng không kinh ngạc, cái này ở trong dự đoán của bọn họ. Thiên Hạ Quy Hỏa nhăn mặt nhíu mày, bỗng nhiên lắc đầu, tựa như không đúng, nhiệm vụ chủ tuyến là điều tra rõ nguyên nhân Mặc Tông diệt vong. Theo lý thuyết, chúng ta bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, nhưng phó bản chưa nhắc nhở. Lời của Thiên Hạ Quy Hỏa khiến tiểu đội người chết lâm vào trầm ngâm, quả thật, dựa theo cơ chế trước đây của Linh Cảnh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phó bản sẽ đưa ra tiếng nhắc nhở. Anh gà đỏ thấy các đồng đội trầm ngâm, hắn cũng trầm ngâm một phen, sau đó nói, tôi cảm thấy cậu tên sỉ nhục của hỏa sư này đang tranh cãi chuyện không đâu. Thiên Hạ Quy Hỏa cau mày, lạnh lùng nói, cái đầu trên cổ chúng ta không phải để trang trí, nghĩ một chút. Linh Cảnh sẽ không xảy ra sai lầm, như vậy khẳng định là chúng ta sai rồi, tòa thành cơ quan diệt vong có nguyên nhân khác. Anh gà đỏ không phục thì không có khả năng là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cơ chế của là tòa thành cơ quan phải vượt ải, không thể quay đầu, cho nên chỉ có chờ chúng ta đánh bại boss mới có thể kích hoạt Linh Cảnh nhắc nhở. Thiên Hạ Quy Hỏa hỏi ngược lại, vậy anh giải thích một phen trước khi trời tối tiến vào tòa thành cơ quan nhiệm vụ phụ tuyến này, sau khi hoàn thành vì sao sẽ có tiếng nhắc nhở. Lúc ấy chúng ta đã tiến vào tòa thành cơ quan. Anh gà đỏ suy nghĩ, cái khó lo cái khôn, đó là bởi vì còn chưa đóng cửa. Thiên Hạ Quy Hỏa trong lúc nhất thời thế mà không có lời nào để chống đỡ. Anh gà đỏ ngẫu nhiên vẫn là rất cơ trí đấy. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một chút, có thể là ký ức oán linh áo bào đen mắc lỗi hay không, chuyên môn dùng để làm chúng ta lạc lối. Tiểu Viên gật gật đầu, không bài trừ khả năng này. Đội ngũ trầm mặc vài giây, Quan Nhã nói, nếu anh gà đỏ suy đoán là thật, chúng ta liền nguy hiểm rồi, trong trí nhớ của oán linh. Dẫn binh tiến công Mặc Tông là viễn cổ chiến thần, boss cuối cùng của tòa thành cơ quan rất có thể là hắn. Không có khả năng. Triệu Thành Hoàng khẽ biến sắc, chúng ta không có khả năng gặp boss cấp chúa tể, kẻ địch cuối cùng của tòa thành cơ quan, hoặc là hai tên, hoặc ba tên cấp 6, hoặc là một tên cấp chúa tể yếu. Mọi người đều xuất thân danh môn vọng tộc, hiểu biết đối với cơ chế linh cảnh, nhận thức vượt xa hành giả hoang dã. Nếu là phó bản mọi thành viên cấp 6 đỉnh phong, boss nhất định là cấp chúa tể, bằng không làm sao rèn luyện linh cảnh hành giả, boss cùng cấp bậc quả thật chưa chắc là đối thủ của linh cảnh hành giả. Nhưng bọn họ chi đội ngũ này, thánh giả cấp 4 chiếm đại đa số, kẻ địch cuối cùng liền không có khả năng là chúa tể. Cân nhắc đến thực lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai ba tên cấp 6 rất khó tạo thành uy hiếp chí mạng đối với hắn, bởi vậy boss tòa thành cơ quan, xác suất đại khái là chúa tể yếu. Quan Nhã nói, ý tứ của tôi là, rất có thể là viễn cổ chiến thần sau khi làm yếu đi, cho dù như vậy, đó cũng là nghề nghiệp tà ác chiến lực đỉnh phong, đội ngũ rất khó thương vong bằng không. Trương Nguyên Thanh nói, buồn lo vô cớ là vô dụng, đi gặp boss trước một chút đi, theo lý thuyết, chúng ta còn phải trải qua một cửa ải nữa. Sau khi nghỉ ngơi hồi phục một lát, đội ngũ một lần nữa xuất phát, ở trên vách đá mặt phía đông hẻm núi, đã tìm được hang núi đi thông bên trong tòa thành cơ quan. Dọc theo hang núi khúc chiết tiến lên, khi thì hướng lên trên, khi thì đi xuống, rẽ ngoặt nhiều lần. Trên đường có rất nhiều thi hài, bọn họ căn cứ thi hài phân tán, tránh né kim độc tên ngầm các loại cơ quan. Càng đi vào trong, cường độ của cơ quan càng cao, độc châm ám tiễn bôi kịch độc Tiểu Viên cũng không chống đỡ được, cũng mang theo hiệu quả phá giáp. Sau khi cẩn thận tiến lên 15 phút đồng hồ, rốt cuộc đi ra khỏi hang núi, phía trước mở rộng sáng ngời. Đây là một không gian thật lớn hầu như đào rỗng lòng núi, trải rộng nhà lầu phong cách đời Tống, tọa lạc có trật tự, con đường phân chia gọn gàng ngăn nắp, nghiễm nhiên là một tòa thành thị cổ đại loại nhỏ. Trong thành nhỏ còn có hệ thống cung cấp nước, thông gió cùng chiếu sáng phát triển, rìa thành thị có mấy đầm nước lớn,
Bên đầm nước là guồng nước thành từng dãy, cùng với vài căn phòng chứa nước. Phòng chứa nước sẽ mang một bộ phận nước sạch dẫn dòng đến trong lòng sông con người đào ra, cho các đệ tử nước dùng hàng ngày. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1834, một cửa ải cuối cùng 2. Đỉnh hang núi cao rộng khảm một mâm thủy tinh thật lớn, đường kính khoảng 60 mét, nó tập trung ánh sáng ngoài núi, mang đến ánh sáng cho mảng thành thị trong lòng đất này. Trên vách đá xây dựng tầng tầng lớp lớp hành lang, xoắn ốc mãi hướng lên trên, đi thông đỉnh hang núi. Hành lang cách mỗi 10 mét, liền có một lỗ thủng đường kính 2 mét, bước đầu tính toán là hệ thống thông gió. Chỉ là chưa nghe thấy tiếng tấm quạt gió chuyển động, có thể là bởi bỏ hoang quá lâu, hệ thống sinh hoạt nơi này sớm đã dừng làm việc, hoặc là phương thức thông gió của cổ nhân chỉ là mở ra cái lỗ. Thực đồ sộ nha, nơi này hẳn chính là tổng bộ Mặc Tông nhỉ, nếu chưa tổn hại, hẳn là sẽ càng thêm đồ sộ đi. Tôn Miểu Miểu thấp giọng cảm khái. Đúng vậy, tất cả cái này đều là tàn phá. Thành nhỏ đời Tống giống như gặp phá dỡ bạo lực, đại bộ phận nhà lầu đều đã sụp xuống, khu vực ngoại vi trái lại vẫn ổn. Còn có không ít thứ bảo trì nguyên dạng, nhưng càng đi vào trong, phế tích hóa càng nghiêm trọng. Năm đó trung tâm thành thị hẳn là từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Trên hang đá tầng tầng lớp lớp hành lang gấp khúc cũng tàn phá, gãy từng đoạn một, xích sắt hành lang rủ xuống hẳn là treo bàn đạp. Thùng gỗ các thứ, để vật thể lên xuống, lúc này cũng biến thành những sợi dây thừng dài ngắn không đồng nhất. Mặt khác, xem dấu vết trên mặt đất, nơi này vốn nên có rất nhiều cơ quan tạo vật muôn kiểu kỳ quái, bởi vì mọi người của tiểu đội thấy được thứ đồ chơi tương tự đường ray. Nhưng bây giờ nơi này là phế tích. Trong lúc Tôn Miểu Miểu cảm khái, Triệu Thành Hoàng, Trương Nguyên Thanh và Quan Nhã đều tự thi triển phệ linh cùng thuật quan sát khí tức oán linh cùng người sống. Không có khí tức oán linh, Trương Nguyên Thanh nói. Khu vực trung tâm thành thị, kiểm tra đo lường được khí tức người sống. Quan Nhã có phát hiện, cô nhìn về phía bạn trai, nói, đỡ em dẫm một cái. Trương Nguyên Thanh ngầm hiểu, cúi người vươn chân, lộ ra đầu gối. Quan Nhã lui về phía sau vài bước, chạy bước nhỏ lao đi, giẫm một bước ở trên đầu gối Trương Nguyên Thanh, dáng người cao gầy khỏe khoắn lao vút lên không trung, nhảy lên cao hơn 10 mét. Đầu gối Trương Nguyên Thanh rắc một tiếng nứt vỡ. Một cước này ít nhiều có chút ân oán tư nhân. Trương Nguyên Thanh nhe răng trợn mắt ôm Tôn Miểu Miểu bên cạnh, đỡ tôi một cái, đỡ tôi một cái. Lúc mấu chốt này, hắn là không dám đụng vào Tiểu Viên. Tôn Miểu Miểu mang tính tượng trưng kháng cự vài cái, liền chủ động đỡ lấy eo hắn, cũng dùng cái lưng nhỏ làm gậy chống. Tiểu Viên liếc Tôn Miểu Miểu một cái, nhìn Trương Nguyên Thanh nói, cần để cô em gái nhỏ này cũng đỡ cậu một phen hay không? Cô là chỉ Rio Asano. Dì Tiểu Viên, đừng giọng điệu kỳ quái nữa. Quan Nhã xuống rồi. Quan Nhã bịch rơi xuống đất, tốc độ nói cực nhanh, trung tâm thành thị có một mảnh đất trống. Cách chúng ta đại khái khoảng 1 đến 2 km, trên đất trống có một bộ cơ giáp, trong cơ giáp tồn tại dấu hiệu sinh mệnh, ngoài ra, chưa điều tra được kẻ địch khác. Cơ giáp, cô xác định cô nói là cơ giáp. Khoảng 1 đến 2 km, cô thấy rõ sao? Anh gà đỏ vẻ mặt không tin, lại rất có hứng thú, kiểu dáng thế nào, Gundam hay là Transformers? Đàn ông các người đều nhàm chán như vậy sao? Tôi nói kẻ địch là cơ giáp. Anh quan tâm là Gundam hay là Transformers? Quan Nhã lạnh lùng nói, tôi đổi cái cách nói, đó là một cơ quan tạo vật cao 3 mét, hình người. Về phần tôi có nhìn rõ ràng hay không, nhãn lực của thám báo không cần anh quan tâm. Đừng nói nhảm nữa, đã biết kẻ địch là ai, vậy cứ dựa theo quy củ cũ, đưa vật hy sinh ra. Trương Nguyên Thanh hạ đạt mệnh lệnh, sau đó nhìn về phía anh gà đỏ, tôi nói ngầu nhất trong Transformers là Optimus Prime. Không bắt bẻ được chứ. Tôi cảm thấy là con robot vàng chứ. Anh gà đỏ không phục. Triệu Thành Hoàng yên lặng lấy ra dương đồng xanh, triệu hồi ra một âm thi siêu phàm, thao túng nó đi qua con đường hỗn độn, xâm nhập trung tâm thành thị. Tượng binh sĩ phạm vi có hạn, không thể thao túng từ xa. Tôn Miểu Miểu không chơi âm thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là giai đoạn thánh giả, dùng để làm vật hy sinh quá mức lãng phí, Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp ứng. Triệu Thành Hoàng hắn cũng không đáp ứng. Không thể nhìn nổi loại phá gia chi tử này.
Nguyên Thủy Thiên Tôn coi như có nghĩa khí, để lại cho hắn một âm thi cấp 5, Triệu Thành. Hoàng Tính mua cả âm thi kia của Tôn Miểu Miểu, xem ở trên phần Thanh Mai Trúc Mã, bảo cô chiếu khấu 6 phần. Triệu Thành Hoàng cắt đứt suy nghĩ phát tán, nhập vào âm thi, cẩn thận bước qua gạch ngói, cây gỗ gãy, tránh đi hố to nhỏ. Không bao lâu đã đến khu vực trung tâm, thấy một cơ quan tạo vật hình người cao 3 mét, lẳng lặng đứng lặng. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1835, một cửa ải cuối cùng 3. Hắn rốt cuộc hiểu Quan Nhã vì sao gọi nó là cơ giáp, so với con rối người trước đó nhìn thấy, khối cơ quan tạo vật này quả thực chính là hạ bậc không gian đả kích. Thân thể cao 3 mét chế tạo từ đồng xanh, khuỷu tay đầu gối cổ tay. Các khớp, do bộ kiện đồng thau có tính kiên cường dẻo dai cấu thành. Nó thân thể cao lớn, lại không thô ráp, thậm chí có thể xưng là mỹ quan, hình thể là tam giác ngược tiêu chuẩn, vai rộng eo nhỏ chân dài, thân thể đồng xanh khắc hoa văn phục cổ tinh xảo đẹp đẽ. Chỗ chi tiết nhỏ cấu tạo cực kỳ tinh tế, cánh tay khảm vào túi cơ quan đặt cung tên, ngực bụng phồng lên, nhìn không ra bên trong có cái gì, nhưng nhất định rất nhiều hàng. Một tay cầm đại đao sắt thép dài 2 mét, một tay khác cầm tấm khiên đồng xanh như ván cửa. Triệu Thành Hoàng thu hồi ánh mắt, đánh giá khu vực trung tâm này. Dưới chân cơ quan tạo vật là một hình bát quái đường kính tới 100 mét, từ đồng thau, đồng xanh và sắt đen đúc thành, mà nó thì đứng ở trên thái cực ngư. Trong khu vực này không có bất cứ kiến trúc nào, tương tự với quảng trường thị dân trong thành thị. Đương nhiên, cổ đại không có cách nói này, bát quái đồ sắt thép đúc này ở trung tâm nhất của thành thị, nói rõ nó là kiến trúc cực quan trọng. Triệu Thành Hoàng đi ra khỏi con đường, tới rìa bát quái đồ, thấy bên tay trái dựng 3 tấm bia đá, phân biệt, có khắc kiêm ái, phi công, thiên chí, thượng đồng cùng khu trục kim tặc, 2 tấm bia đá. Cơ quan tạo vật kia chính là Boss, Boss lớn tòa thành cơ quan Mặc Tông không phải viễn cổ chiến thần. Nhân vật phản diện của phó bản thế mà lại là Mặc Tông sao? Triệu Thành Hoàng cả kinh. Dựa theo quy luật của tòa thành cơ quan, hai cái tư tưởng một cái cửa ải, bọn họ vượt qua 3 cửa ải 6 tư tưởng. Sót lại còn có 4 tư tưởng 2 cửa ải. Bây giờ 4 tư tưởng của Mặc gia đều ở nơi này, rõ ràng dễ thấy, hang núi này chính là bản đồ cuối cùng, cửa ải cuối cùng. Cái đó không giống với bọn họ trước đó nghĩ. Triệu Thành Hoàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cơ quan tạo vật trung ương bát quái đồ, suy tư nên lao tới trước cơ quan, nhảy lên đánh đầu gối nó, thử một phen phương thức công kích của vị boss này hay không. Một giây sau, ánh mắt hắn kịch liệt chấn động. Cơ quan tạo vật không biết từ khi nào đã đứng ở cách hắn 2 mét, cũng giơ lên cao khảm đao đúc bằng sắt. Âm thi này của Triệu Thành Hoàng là yêu mê hoặc, bảo lưu lại bản năng chiến đấu, có được sức phản ứng, sức phối hợp cùng sức bật vượt qua bình thường. Ở trong nháy mắt nhìn thấy cơ quan tạo vật, bản năng thân thể hắn nhanh hơn phản ứng, làm ra động tác né tránh. Nhưng thân thể căng thẳng bỗng nhiên không chịu khống chế, cảm giác khẩn trương cùng cảm giác nguy cơ trong lòng vô duyên vô cớ tiêu tán. Khối cơ quan tạo vật trước mắt này tựa như biến thành trưởng bối hòa ái dễ gần, bạn bè quan hệ thân mật, người nhà có thể dựa dẫm. Một giây sau, trường đao gang hạ xuống, âm thi phân thành 2 mảnh. Triệu Thành Hoàng bên ngoài thành thị bỗng nhiên mở, vẻ mặt mờ mịt. Quan Nhã đánh giá vẻ mặt hắn, anh thoạt nhìn tựa như bị anh em bán đứng, bị cha vay nặng lãi viết tên của anh, bị vợ ngoại tình con không phải con đẻ, rất ít nhìn thấy vẻ mặt phong phú cấp bậc như vậy. Anh đã gặp phải cái gì? Đám người Trương Nguyên Thanh chấn động, không ngờ Triệu Thành Hoàng đi trong thành một chuyến thế mà gặp nhiều thương tổn như vậy. Triệu Thành Hoàng hít sâu mấy lần, bình ổn cảm xúc phức tạp trong lòng, sắc mặt khôi phục lạnh lùng, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Tôi không có anh em, chưa kết hôn, cha cũng không cần vay nặng lãi, nhưng tôi vừa rồi quả thật rất khó chịu, khổ sở muốn tự sát." Hắn lấy lại bình tĩnh, nói: "Vừa rồi trong tra xét, xác định 2 việc. Một, nơi này chính là một cửa ải cuối cùng. Bộ cơ giáp kia là boss cuối cùng của phó bản, bên quảng trường bát quái dựng 3 tấm bia đá. Chúng ta đều nghĩ sai rồi, kẻ địch không phải viễn cổ chiến thần của triều đình Kim, là cơ giáp của Mặc gia. Hai, năng lực của kiêm ái là làm người ta đánh mất ý chí chiến đấu, cho dù kẻ địch hướng ngươi vung dao mổ,
ngươi cũng sẽ không có bất cứ ý niệm phản kháng nào. Thậm chí sẽ cảm thấy bi thương, bởi vì đó là anh em tay chân, người thân bạn bè tình sâu nghĩa nặng của ngươi. Năng lực của kiêm ái là làm người ta đánh mất ý chí chiến đấu. Mọi người chợt cảm thấy khó giải quyết, đối mặt kẻ địch cấp chúa tể yếu, đánh mất ý chí chiến đấu kết cục thường thường là tử vong. Chỉ bằng kiêm ái đã khó giải quyết như thế, huống chi còn có ba quy tắc khác. Anh gà đỏ hít một ngụm khí lạnh, thực sự cầu thị, có chuyện nói thẳng, xong rồi, lần này không chừng phải chết một nửa số người mới được. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1836, Mò Mẫm Quy Luật 1. Lời này không thể nghi ngờ đã có tuyết lại còn thêm xương, sắc mặt các đội viên càng khó coi hơn. Ryo Asano thực lực yếu nhất, khuôn mặt nhỏ căng lên, yên lặng nắm chặt băng phách đao. Nếu đội ngũ nhất định sẽ xuất hiện thương vong, cô biết mình chính là kẻ hy sinh đầu tiên. Nhật Bản số lượng linh cảnh hành giả thưa thớt, số lượng dự trữ đạo cụ càng ít. Tuy tổ trưởng cùng các phó tổ trưởng thường xuyên vỗ bả vai của cô nói, Ryo, làm thật tốt, cô là hy vọng tương lai của thiên hạc tổ. Nhưng thật ra đạo cụ chúa tể trong Takamagahara tìm về, các đại nhân chưa bao giờ để cô chạm vào. Đạo cụ phẩm chất thánh giả trái lại đã cho một món, nhưng phẩm chất thường thường, hơn nữa không phải công kích mạnh, phòng ngự mạnh, chỉ là một món đạo cụ phụ trợ, có thể tạo được tác dụng gì. Lúc này, Ryo Asano trạng thái căng thẳng vành tai khẽ động, nghe thấy được tiếng cơ quan răng rắc vang dày đặc, cùng với tiếng bánh răng chuyển động tốc độ cao ong ong. Trong lòng cô cả kinh, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, thanh âm đến từ lỗ thủng trải rộng ở vách đá, như đường hầm kia. Chú ý, địch tập kích. Hạ Hầu Ngạo Thiên nghe thanh âm liền phán đoán ra là cơ quan vũ khí, số lượng rất nhiều. Vừa dứt lời, trong lỗ thủng bên trái trượt ra từng cơ quan tạo vật, hình thức máy bay không người lái, khung xương sắt thép, cánh màng, khoang trong bụng vươn ra những ống sắt tối đen, giống như họng súng kíp. Số lượng máy bay không người lái hơn 30 cái, sau khi trượt ra lỗ thủng, chúng nó lướt đi xoay quanh ở trên không cổ thành, điều chỉnh thân máy, nòng súng tối om nhắm vào mọi người. Một giây sau, tiếng phành phành không dứt bên tai, nòng súng phun ra lửa, từng viên đạn đen xì bắn về phía mọi người bên dưới. Một viên đạn rơi ở bên cạnh anh gà đỏ, ầm một tiếng, ánh lửa bành trướng cùng luồng khí càn quét trực tiếp hất hắn bay đi. Quần áo trên người xé rách, làn da trong đen lộ ra màu đỏ, một viên đạn khiến hắn bị thương không nhẹ. Ầm ầm ầm. Từng viên đạn nổ tung ở bên cạnh mọi người, ánh lửa nóng rực cùng luồng khí khủng bố, lấy tư thái không thể tránh né cho tiểu đội người chết đòn nặng. Chỉ một hiệp, mọi người đều đã bị thương. Vì sao trong một phó bản đời Tống sẽ có máy bay không người lái? Đời Tống đã phát minh thuốc súng rồi sao, còn chế tạo ra máy bay ném bom, mọc tông châu bò như vậy, sao không đi chinh phục thế giới à? Anh gà đỏ quá to, loại thời điểm này anh đừng có lẩm bẩm. Trương Nguyên Thanh giơ lên tấm khiên nhỏ, bảo vệ Quan Nhã ở sau người. Tôn Miểu Miểu, Triệu Thành Hoàng ở nháy mắt chịu tấn công, liền hóa thành ánh sao rút khỏi khu vực này. Tiểu Viên cũng ở khoảnh khắc mở ra thân thể cổ trùng, biến thành cô gái ong vàng yêu dị kinh diễm, bằng vào tốc độ không thể địch nổi tránh đi oanh tạc đến tiếp sau. Ryo Asano bị nổ ra bị động của thủy quỷ, vội vàng triệu ra hai con thức thần, ngăn cản oanh tạc như mưa rơi. Máy bay không người lái từ đỉnh đầu mọi người gào thét lao qua, bay về phía chỗ cao của hang núi, sau khi lướt đi một vòng, điều chỉnh xoay thân máy. Như vậy không được. Thiên Hạ Quy Hỏa lớn tiếng nói, không có đầu óc, chết rồi sao, chưa chết dậy làm việc. Nói xong, hắn cất bước đi ra, lòng bàn tay phun trào lửa màu đỏ, ngưng tụ thành một thanh trường đao phát ra nhiệt độ cao, vặn vẹo không khí, chợt hướng lên trời quét ngang. Không gian lòng núi rộng lớn xẹt qua một bức tường lửa hình cung như sóng biển. Ầm, ầm, ầm. Viên đạn bị lửa liếm, hóa thành những phát pháo hoa bành trướng, toàn bộ hang núi đều đang run rẩy, đá vụn bột đá rơi rào rào xuống. Một bên khác, anh gà đỏ đeo găng tay màu đỏ, hướng về bầu trời ném ra những quả cầu lửa, ở dưới năng lực khống chế lửa chuẩn xác, ngăn chặn viên đạn còn lại. Trong lúc nhất thời, trong hang núi bắt đầu dâng lên làn gió nóng rực. Màn đạn đợt thứ hai bị cản lại, máy bay không người lái xẹt qua đỉnh đầu mọi người, bay về phía chỗ cao. Trương Nguyên Thanh vội vàng đeo bao tay tật phong giả,
nhấc lên từng cơn gió mạnh, bất đắc dĩ không gian lòng núi rộng lớn. Máy bay không người lái lướt đi quá cao, gió mạnh chỉ khiến chúng nó lung lay muốn rơi một lát. Trương Nguyên Thành không cam, lòng chém ra hai lưỡi đao gió, chém rơi hai máy bay không người lái. Quan Nhã, Triệu Thành Hoàng đều móc ra súng ngắn, nhưng cái này hiển nhiên không thể ngăn cản màn đạn đợt thứ ba. Khả năng bắn súng nhanh nữa, cũng không có khả năng ở trong vài giây đánh rơi hơn 30 cơ quan tạo vật. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1837, Mò Mẫm Quy Luật 2. Ở lúc này, gió âm gào thét nổi lên, Tôn Miểu Miểu phun ra một ngụm âm khí kéo dài. Từng vị linh phó từ trong cái miệng nhỏ nhắn nối đuôi nhau mà ra, phiêu phiêu đãng đãng lao về phía máy bay không người lái. Ngay sau đó chính là thanh âm ghê răng của khung xương sắt thép cong gãy, đối mặt các cơ quan tạo vật không có thần dị này. Năng lực khống chế vật phẩm cơ bản nhất của linh phó đã có thể thoải mái đối phó. Yêu cầu duy nhất là số lượng linh phó phải nhiều. Từng chiếc máy bay không người lái từ bầu trời rơi xuống, phát nổ ở các nơi của thành thị như phế tích. Kết thúc rồi, Rio Asano như chút được gánh nặng, giải trừ thức thần, hướng về Tôn Miểu Miểu cúi đầu, cảm ơn, Tôn Miểu. Không cần cảm ơn, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, chúng ta đến nay cũng chưa khai chiến với Boss, lại bị các tiểu lâu la này làm cho chật vật như thế. Tôn Miểu Miểu thi triển tinh độn thuật quay về, khuôn mặt tròn trịa ngọt ngào răng kín sự ngưng trọng, bây giờ có thể xác định. Trong lỗ thủng vách núi cất giấu cơ quan tạo vật, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây chỉ là đợt thứ nhất. Anh gà đỏ lảo đảo đi tới, trừng mắt nhìn Thiên Hạ Quy Hỏa, khó có thể tin nói, cậu vừa rồi cái đó là chiêu số gì? Cậu một thánh giả cấp 4 sao có thể có linh lực dư thừa như thế, phương thức khống chế lửa tinh diệu như thế? Người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem cách thức. Thiên Hạ Quy Hỏa chém ra đao lửa. Một lần đó, ở trong mắt người ngoài nghề chính là hát ra một mảng biển lửa, nhưng ở trong mắt hỏa sư, giống như là người dùng nhất dương chỉ gặp người dùng lục mạch thần kiếm. Nhịn không được muốn quỳ xuống trước đối phương, Thiên Hạ Quy Hỏa từ chối trả lời, không liên quan tới anh. Hạ Hầu Ngạo Thiên bên cạnh bật cười một tiếng, hỏa sư ngu xuẩn, anh luôn tự tìm mất mặt. Cậu tên phương sĩ yếu ớt này, luôn phá rối tôi, là có ý kiến đối với tôi phải không? Anh gà đỏ giận dữ. Tôi không phải có ý kiến đối với anh, ý tứ của tôi là, các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Hạ Hầu Ngạo Thiên kiêu căng nói, tuy biết cậu là đang bắt chen, nhưng cậu mang tính tình gợi đòn suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, Tiểu Viên lạnh như băng ngắt lời, tuy tôi dọc theo đường đi cố gắng bảo trì trầm mặc, nhưng tố chất chuyên nghiệp của hai người khiến tôi hoài nghi. Các người là như thế nào lên tới thánh giả cảnh, có thể giảm bớt lời thừa thãi không có ý nghĩa, nói thêm ý kiến có chút tính tham khảo hay không? Thiên Hạ Quy Hỏa biết rõ tính cách hai người, kịp thời mở miệng nói, chuyện phương diện chiến thuật hỏi bọn họ vô dụng. Hắn nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là bang chủ, nói, bang chủ, cậu đối với hành động kế tiếp có ý kiến gì không? Trừ anh gà đỏ, người khác lập tức hiểu ý tưởng của Thiên Hạ Quy Hỏa. Kẻ địch cấp chúa tể yếu, lấy chiến lực cùng đạo cụ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lấy trình độ tinh nhuệ của tiểu đội này, vượt ải khẳng định không khó. Nhưng nếu muốn thương vong bằng không, thì không phải mọi người theo tôi cùng nhau xông lên có thể xử lý được. Nếu thật làm như vậy, đội viên phải tổn thất một nửa. Cho nên lúc này, năng lực chủ tính chung, năng lực chỉ huy của thủ lĩnh liền tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng. Thời điểm khảo nghiệm năng lực Nguyên Thủy Thiên Tôn vị bang chủ này đến rồi. Hắn có lẽ là thiên tài thông minh, nhưng chưa chắc là lãnh tụ đủ tư cách. Tôi lại không phải Nguyên Phương, tôi có thể có ý kiến gì? Trương Nguyên Thanh yên lặng lẩm bẩm, nếu thẻ thể nghiệm ngũ hành chưa giao cho Phó Thanh Dương bảo quản, đừng nói chúa tể yếu, cho dù là chúa tể chính thống, hắn cũng có thể đấu một trận. Nhưng nếu thẻ thể nghiệm ngũ hành cùng đạo cụ cấp chúa tể chưa giao cho Phó Thanh Dương, chỉ sợ Boss trong tòa thành cơ quan liền thật sự là cấp chúa tể rồi, oán linh áo bào đen vừa rồi, nói không chừng chính là cấp chúa tể yếu. Thông minh và thủ đoạn nhỏ, không thể lợi dụng lỗi hệ thống của linh cảnh. Bất cứ kế hoạch nào chế định, đều cần tình báo chống đỡ, chúng ta trước mắt hiểu biết quá ít đối với cơ giáp. Cho nên nhiệm vụ chủ yếu kế tiếp là sưu tập tình báo, biết người biết ta trăm trận trăm thắng thôi. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt trấn định, lộ ra sự bình tĩnh bày mưu nghĩ kế.
tôi đã không còn âm thi nữa. Triệu Thành Hoàng mặt âm trầm. Dọc đường, hắn tổn thất 3 âm thi siêu phàm cảnh, chỉ còn lại có 2 âm thi cấp 4, nhưng đây là một trong những chiến lược trung tâm, coi là vật hy sinh không khỏi phí phạm của trời. Vậy liền lấy tài liệu ngay tại chỗ. Trương Nguyên Thành nói, Lục Thủy, Tiểu Triệu đều mang theo tài liệu luyện thi không? Triệu Thành Hoàng ngẩn ra một phen, gật gật đầu, mang theo một ít, không nhiều, có thể luyện chế 3 âm thi siêu phàm cảnh. Tôn Miểu Miểu thì nghi hoặc nói, cậu là đang gọi tôi sao? Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1838, Mò Mẫm Quy Luật 3. Trừ cô ra, còn có ai có nhiều nước như vậy? Trương Nguyên Thanh cười nói. Giải thích chữ miểu do 3 chữ thủy ghép thành, miểu miểu là 6 chữ thủy. Hết giải thích. Tôn Miểu Miểu tức nghiến răng nghiến lợi, không cho phép cậu tự tiện đặt ngoại hiệu cho người ta. Trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó nói, tôi cũng mang theo. Một ít, nhưng ít hơn Triệu Thành Hoàng, nhiều nhất 2 con. Tôi luyện 5 con, 10 âm thi lại thêm tượng binh sĩ của Triệu Thành Hoàng, vật hy sinh vậy là đủ rồi. Trương Nguyên Thanh xoay người bước đi, về hẻm núi, nơi đó có âm thi, tuy tứ chi không đầy đủ, nhưng vốn cũng không trông cậy vào chúng nó chiến đấu, đảm đương vật hy sinh lợi dụng phế vật vừa vặn. Chờ thăm dò rõ tình báo cơ giáp, tôi lại nói kế sách tác chiến, đại khái có mạch suy nghĩ rồi. Cứ như vậy, mọi người quay về hẻm núi, 3 vị tinh quan chọn lựa, chọn 10 âm vật phẩm tướng không tệ, miễn cưỡng giữ lại toàn thi, biểu diễn một phen kỹ thuật luyện thi hiện trường cho các đồng đội. Chênh lệch của 3 người rõ ràng trực quan triển lộ ở trước mặt mọi người. Trương Nguyên Thành luyện xong 5 âm thi, Triệu Thành Hoàng mới luyện 2, Tôn Miểu Miểu vừa vẽ xong trận đồ luyện thi. Trận đồ luyện thi cùng luyện linh không giống nhau. Luyện xong âm thi, mọi người quay về lòng núi. Trương Nguyên Thành nói, Miểu Miểu, cô tới xung phong, từ giờ trở đi. Mang chuyện cô nhìn thấy, nghe được, làm được, 1 năm 1 10 ghi nhớ, chờ kết thúc thăm dò, nói toàn bộ cho Quan Nhã. Quan Nhã, em tới phân tích. Tôn Miểu Miểu cùng Quan Nhã gật gật đầu, người trước nhắm mắt, phân ra một nửa linh thể tiến vào trong cơ thể âm thi, khống chế thể xác này. Sau đó, thao túng âm thi cụt tay đi về phía chỗ sâu trong thành thị. Đại khái qua 10 phút, cô mở mắt, tôi biết cơ chế của phi công rồi, giống với tên, không thể công kích mục tiêu. Tiếp theo, cô thao túng âm thi thứ 2, đi về phía chỗ sâu trong thành thị. Mọi người ở tại chỗ chờ đợi, nhưng còn chưa đợi được tình báo đợt thứ 2 của Tôn Miểu Miểu. Tiếng cơ quan động đậy cùng tiếng bánh răng xoay tròn tốc độ cao ong ong lại một lần nữa từ trong lỗ thủng truyền đến. Máy bay không người lái lại tới oanh tạc. Có kinh nghiệm một lần trước, tiểu đội người chết dễ dàng giải quyết uy hiếp của máy bay, ném bom. Âm thi thứ 2 của Tôn Miểu Miểu rất nhanh tuyên bố hy sinh. Lần này tôi chưa trực tiếp công kích nó, lựa chọn quan sát, nhưng nó vẫn chém tôi cũng bị kiềm ái rồi. Tôn Miểu Miểu vẻ mặt bi thương nói, cô cũng bị ba ba vay nặng lãi viết thay tên, bị bạn trai cắm sừng rồi. Trương Nguyên Thanh thương hại nghĩ, sau đó trầm ngâm nói, cho nên, không công kích sẽ kích hoạt kiềm ái. Quan Nhã lắc đầu, không đúng, cơ chế trung tâm không phải cái này. Miểu Miểu, cô vừa rồi nói, cô lần thứ 2 chưa trực tiếp công kích nó, vậy một lần trước là cô gặp mặt liền công kích, đúng không? Tôn Miểu Miểu gật gật đầu. Quan Nhã lại hỏi, khi nào bị kiềm ái, thời gian cụ thể? Tôn Miểu Miểu nghĩ một chút, nói, không vượt qua 1 phút đồng hồ. Quan Nhã nhìn về phía Triệu Thành Hoàng, anh thì sao? Vài phút. Triệu Thành Hoàng nói xong, tựa như nhớ tới cái gì, bổ sung nói, tôi ở chỗ tối của con đường quan sát vài phút. Chưa gặp nguy hiểm, nhưng sau khi bước vào bát quái đồ, hình như cũng không tới 1 phút đồng hồ đã bị công kích. Quan Nhã hài lòng gật đầu, nhìn từ trước mắt, kiêm ái cùng phi công đều có khoảng cách thời gian, cái trước ở 1 phút đồng hồ, cái sau càng ít hơn, thời gian chuẩn xác hơn, cần 2 người đi thử thăm dò. Mò ra một cái quy luật rồi, trong lòng mọi người rung lên. Triệu Thành Hoàng nhai nuốt kỹ càng đặc điểm của phi công cùng kiêm ái, chủ động thay Trương Nguyên Thanh xin đi giết giặc, công phá phó bản là thứ Nguyên Thủy Thiên Tôn sở trường nhất, lần này để hắn đi đi. Trương Nguyên Thanh hồ nghi nhìn hắn, anh là muốn nhìn tôi xấu mặt à? Triệu Thành Hoàng, trường hợp nghiêm túc, đừng đùa cấp thấp kiểu đó. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Quan Nhã,
Quan Nhã gật gật đầu, hắn chính là muốn thấy anh xấu mặt. Vẻ mặt Triệu Thành Hoàng cứng đờ. Gã này mặt ngoài cao ngạo lạnh lùng đứng đắn, lòng dạ thật ra rất xấu xa. Mọi người trầm mặc nhìn Triệu Thành Hoàng. Trương Nguyên Thành vui, vẻ chọn một âm thi không đầu tay chân đầy đủ, thao túng nó, dọc theo con đường hỗn độn, lao vào chỗ sâu trong thành thị. 1-2 km lộ trình, trong nháy mắt đã tới, hắn xa xa nhìn thấy quảng trường bát quái trống trải, nhìn thấy cơ giáp đứng ở trên âm dương ngư. Nghĩ cũng không cần nghĩ, Trương Nguyên Thành bước một chân vào bát quái đồ, cũng ở trong lòng đếm giây. 1-2-3-4. Lúc giây thứ 4, hắn đã đến trước cơ giáp, một cú bước lướt vòng đến bên cạnh người, cơ bắp vai lưng bùng nổ, bốp, pháo quyền hung hãn nện thật mạnh ở đầu gối cơ giáp. Nắm tay âm thi nổ tung ngay tại chỗ, thịt vụn thối rữa văng khắp nơi, lộ ra ngón tay gãy xương. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1839, kế hoạch không thương vong 1. Cơ giáp gặp công kích lui về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách, khảm đao sắt đúc quét ngang, khảm đao dài chừng 2 mét, ngược lại hạn chế cận chiến, không kéo giãn khoảng cách rất khó công kích kẻ địch. Trương Nguyên Thanh quay cuồng một cái, đỉnh đầu đao phong gào thét. Hắn mượn dùng quay cuồng kéo gần lại khoảng cách, dính chặt cơ giáp, vung ra cú đấm tay trái hoàn hảo. Ầm, nắm tay nổ tung lần nữa. Lúc này, hắn thầm đếm tới 15. Ý chí chiến đấu trong lòng Trương Nguyên Thanh đột nhiên tiêu tán, ngẩn ra ở tại chỗ. Một giây sau, hắn phản ứng lại, hai chân bắn ra, bật sang bên trái, đinh một tiếng, nơi ban đầu đặt chân bắn ra tia lửa chói mắt, người cơ giáp chém trượt. Sau khi né tránh công kích, Trương Nguyên Thanh dựa vào thân thủ linh hoạt, vòng quanh cơ giáp quay cuồng, trượt sẻng, dù mà không đấu, cũng tiếp tục đếm giây. Lúc này, hắn đã từ trong trạng thái phi công giãy thoát ra, không công kích là vì âm thi cường độ công kích có hạn, khó có thể phá vỡ phòng ngự. Khi hắn đếm giây đến 50, tinh thần hoảng hốt một phen, người cơ giáp cao lớn trước mắt, giống như thành người thân bạn bè yêu quý nhất. Vì thế, hắn nhìn người thân bạn bè yêu quý nhất hướng mình vung dao mổ, trong lòng chỉ có bi thương khổ sở, không có một chút ý niệm phản kháng nào. Ngoài phế tích thành thị, Trương Nguyên Thanh mở mắt, đồng thời triệu hồi ra gương quỷ, tan biến đi bi thương cùng phiền muộn cuồn cuộn trong lòng. Chủ yếu là không thể cho các đồng đội cơ hội xem việc vui. Nắm gương quỷ, hắn vẻ mặt lãnh khốc sẽ không yêu nữa, nói, sau khi tiến vào bát quái đồ 15 giây, tự động kích hoạt phi công, 50 giây kích hoạt kiềm ái. Phi công thời gian duy trì là 1 giây, kiềm ái không biết, bởi vì nháy mắt kiềm ái, tôi đã chết, nhưng hẳn là sẽ giống với phi công, đều là 1 giây. Đáng tiếc là, Thượng Đồng và Thiên Chí chưa nghiệm ra. Vừa nói xong, trong lỗ thủng đường hầm vách núi một lần nữa truyền đến tiếng cơ quan vận động rắc rắc. Sau đó, từng cơ quan tạo vật nhảy ra, không phải máy bay không người lái, mà là các loại con rối máy móc tạo hình cổ quái. Có chó cơ quan cõng hộp nỏ dạng tổ ong, ở trong phế tích nhảy nhót như dẫm trên đất bằng. Có con rối chiến sĩ cầm kiếm đồng xanh, nhảy cao 3 mét, giống như tuyệt thế kiếm khách. Cũng có cơ quan vũ khí tạo hình cổ quái, tựa như con quay, quanh thân được khảm lưỡi dao sắc bén. Số lượng đạt tới hơn 50, nhiều như vậy. Tiếng kinh hô của anh gà đỏ vừa cất lên, một con chó cơ quan đồng xanh cùng gỗ tổ hợp thành đứng ở cách hắn mười mấy mét, dưới bàn chân truyền đến tiếng vang đinh thép đóng vào mặt đất. Một giây sau, chó cơ quan lưng cõng hộp nỏ dạng tổ ong, phát ra tiếng cơ quan dày đặc chói tai. Tên nỏ tựa như màn mưa bao phủ anh gà đỏ. Đệch! Lửa nổ tung ầm, anh gà đỏ hóa thành một luồng lửa, đã hiểm lại càng hiểm hơn từ trong mưa tên chạy thoát. Tên nỏ phóng xuống, phát ra tiếng phốc phốc trầm đục, bốc lên một mảng bụi bậm. Những mũi tên nỏ này mang theo hiệu quả phá giáp rất mạnh, đầu mũi tên tản ra hào quang u ám, hiển nhiên là bôi độc. Ô ô, gió âm càn quét, Tôn Miểu Miểu phun ra từng vị linh phó, quỷ khóc sói chu đón đầu cơ quan tạo vật. Trương Nguyên Thanh cùng Triệu Thành Hoàng vội vàng phun ra linh phó phối hợp, Quan Nhã tránh ở sau tấm khiên của bạn trai, cầm súng bắn. Ryo Asano triệu hồi Shikigami giúp đỡ. Tiểu Viên, Thiên Hạ Quy Hỏa và anh gà đỏ bằng vào ưu thế tốc độ chiến đấu với con rối cận chiến. Hai bên triển khai giao tranh kịch liệt. Mười mấy phút sau,
rốt cuộc giải quyết xong đống cơ quan tạo vật này. Thấy chiến đấu kết thúc, Hạ Hầu Ngạo Thiên từ đầu hành lang chạy ra, cao giọng nói, tôi biết rồi, Thượng Đồng. Những cơ quan tạo vật này đại biểu cho Thượng Đồng, phối hợp giữa chúng nó rất ăn ý, như là có tư tưởng thống nhất, nghe theo chỉ huy thống nhất. Hắn giống như là vì biểu hiện tác dụng của mình, cường điệu nói, ví dụ như tôi là trung tâm đoàn đội, là chỉ huy thống nhất của các người. Mọi người xem nhẹ câu cuối cùng này của hắn, Trương Nguyên Thanh vừa triệu hồi linh phó, vừa nói, chính là nói, bây giờ chỉ thiếu quy tắc thiên trí, tốt lắm, Tiểu Triệu, chúng ta tiếp tục. 10 phút sau, rác rưởi trong hẻm núi nhặt được tiêu hao hết, bọn họ rốt cuộc thăm dò toàn bộ quy tắc cùng cơ chế một cửa ải này. 1. Phi công 15 giây kích hoạt. 2. Kiêm ái 50 giây kích hoạt. 3. Thượng Đồng 3 phút kích hoạt một lần. 4. Thiên Trí 5 phút đồng hồ kích hoạt một lần, duy trì 30 giây. Quy tắc của Thiên Trí bắt nguồn từ bát quái đồ, người cơ giáp sẽ đạt được địa phong thủy hỏa lôi, thuấn di các năng lực. 5. Điều thứ nhất, 2, 4, ở sau khi tiến vào bát quái đồ kích hoạt, điều thứ 3 ở sau khi tiến vào lòng núi kích hoạt. 6. Sau khi một vòng quy tắc kết thúc, bắt đầu lượt tuần hoàn tiếp theo. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1840, Kế hoạch không thương vong 2. Sau khi liệt kê rõ toàn bộ quy tắc, tiểu đội người chết lâm vào trầm mặc. Người cơ giáp mình đồng ra sắt đao súng bất nhập, bắt đầu chém người mỗi người một nhát, còn trang bị tên nỏ, pháo năng lượng hơi nén các loại trang bị. Dựa theo cường độ này, muốn thương vong bằng không vượt ải căn bản không có khả năng. Tôi có cái chủ ý. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, chúng ta tiêu hao hết trước cơ quan vũ khí cất giấu trong vách đá, như vậy Thượng Đồng liền giải quyết, có phải áp lực giảm hẳn hay không? Tôn Miểu Miểu lắc đầu nói, anh chưa tham dự chiến đấu, không thể nhận thức được rõ ràng một sự kiện, cường độ của cơ quan thú càng lúc càng cao. Lúc ban đầu máy bay không người lái, linh phó của tôi có thể dễ dàng phá hủy, một lần gần nhất, linh phó của tôi đã không bẻ gãy được thân thể sắt thép của chúng nó. Thiên Hạ Quy Hỏa bổ sung nói, chúng ta không thể xác định trong tường rốt cuộc dự trữ bao nhiêu cơ quan thú. Quét một ngày chưa quét xong mà nói, cậu nghĩ một chút đến lúc đó cường độ cơ quan thú khủng bố bao nhiêu. Hạ Hầu Ngạo Thiên á khẩu không trả lời được. Vậy làm sao bây giờ? Anh gà đỏ nhìn xung quanh, hắn nhìn về phía sỉ nhục của hỏa sư giả dối nhiều mưu, sỉ nhục của hỏa sư cau mày, vẻ mặt ngương trọng. Lại nhìn về phía Hạ Hầu Ngạo Thiên học phú năm xe, Hạ Hầu Ngạo Thiên đôi mắt vô thần, một bộ dáng hồn vía treo ngọn cây. Nhìn về phía Tôn Miểu Miểu, Triệu Thành Hoàng, Quan Nhã cùng tiểu viên nghề nghiệp tà ác, sắc mặt mọi người đều ngưng trọng mà trầm mặc. Anh gà đỏ hít vào một ngụm khí lạnh, các người đều hết chiêu rồi sao? Bởi vì quả thật rất khó giải, cần mạng người đi lấp đầy. Trương Nguyên Thanh nói, anh gà đỏ mất hứng nói, nghe qua như là đang nói mát. Quan Nhã nhất thời nhìn về phía bạn trai, chỉ thấy ngưng trọng trên mặt hắn biến mất, vẻ mặt trở nên thoải mái. Vẻ mặt cô vui vẻ, anh có chủ ý rồi. Mọi người đang suy tư đối sách, lập tức quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, trong ánh mắt ngầm chứa sự chờ mong. Không tính là vậy. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, nói, nhưng có một cái phương hướng thử, rời khỏi nơi này trước đi, miễn cho kích hoạt cơ quan thú. Tinh thần các đội viên rung lên, đoàn người rời khỏi không gian lòng núi. Quay về hành lang, Trương Nguyên Thanh khoanh chân ngồi xuống, ở trong ánh mắt của mọi người nhìn vào nói, đầu tiên, thời gian phi công ảnh hưởng chỉ có một giây, trong một giây không thể phản kích, vậy thì né tránh, vấn đề không lớn. Sát chiêu thật sự là kiêm ái. Thời gian kiêm ái kích hoạt là 50 giây, cho nên điểm mấu chốt thứ nhất, 45 giây sau, chúng ta nhất định phải rời khỏi bát quái đồ. Mọi người khẽ gật đầu. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói, nguy cơ thật sự ở trong lúc Thượng Đồng cùng Thiên Trí kích hoạt. Phải có một người rảnh tay xử lý cơ quan thú, bằng không người cơ giáp và cơ quan thú giáp công, chúng ta nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Tôn Miểu Miểu lập tức giơ tay, tôi đến đi, tôi có linh phó cùng súng ống, có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết cơ quan thú, nhưng linh phó của cậu cùng Triệu Thành Hoàng phải giao cho tôi. Cô số lượng linh phó nhiều, nhưng cấp bậc không cao. Được. Cơ quan thú để Tôn Miểu Miểu xử lý, kế tiếp là Thiên Trí. Người cơ giáp chiến lực cực cao, nếu có thần dị của Thiên Trí giúp đỡ, trong 30 giây,
trong chúng ta nhất định xuất hiện thương vong, điểm ấy tôi còn chưa nghĩ ra làm thế nào. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Hạ Hầu Ngạo Thiên, nhưng tôi biết nhân vật chính vĩnh viễn sẽ không làm người ta thất vọng. Hắn nói chuyện thật dễ nghe. Hạ Hầu Ngạo Thiên ngẩng đầu lên, cứng đờ bất động, lặng lẽ câu thông ông lão trong nhẫn. Mười mấy giây sau, hắn nói, giao cho tôi đi, bát quái trận đồ vận chuyển là có quy luật, tôi sẽ mượn dùng ba lô kiểu phun, khí ở trên bầu trời quan sát. Nói tới đây, Hạ Hầu Ngạo Thiên nhìn về phía Ngân Giao quận chúa, đến lúc đó, cô cho tôi mượn dùng cái loa kia một chút. Tuy hắn có tai nghe càng tiện hơn, nhưng số lượng tai nghe có hạn, hơn nữa trong chiến đấu rất dễ dàng rơi ra, cho nên không cân nhắc. Ngược lại loa trong tay nữ âm thi xinh đẹp này có thể khuếch đại thanh âm, đến lúc đó mọi người đều có thể nghe thấy hắn nhắc nhở. Ngân Giao quận chúa chưa trả lời, vỗ vỗ hầu bao, loa miêu vương phát ra giọng nữ cao vút, ngươi không sao chứ? Trương Nguyên Thanh giơ bàn tay, hai ngươi kỳ quái một lần nữa thử xem. Quận chúa lại vỗ vỗ hầu bao, loa miêu vương liền phát ra tiếng cười đặc biệt hèn, ha ha ha, một chữ, tuyệt. Trương Nguyên Thanh buông bàn tay xuống, nhìn về phía Hạ Hầu Ngạo Thiên, được rồi, cô ấy đã đồng ý. Lúc này, Thiên Hạ Quy Hỏa trước sau chưa nói gì, trầm giọng nói, Nguyên Thủy, đây chỉ là sách lược ứng đối cơ bản nhất, phiêu lưu vẫn như cũ rất lớn. Hơn nữa cậu đã xem nhẹ bản thân người cơ giáp. Các bạn vừa nghe xong tập 184 của bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.